Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị và bà con, thời tiết những ngày qua rất thuận lợi cho các trà lúa sinh trưởng và phát triển, đồng thời cũng thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại và đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ. Hiện trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đang vào vũ hóa rộ, mật độ phổ biến từ 3 cho đến 5 con trên 1 mét vuông và nơi cao từ 10 đến 15 con trên 1 mét vuông, cục bộ là lớn hơn 30 con trên 1 mét vuông. Và dự báo mật độ trứng và sâu non sẽ tăng cao trong những ngày tới. Cụ thể là sâu non lứa 2 sẽ nở rộ từ nay cho đến ngày 5 tháng 5 với mật độ rất cao, phổ biến từ 150 đến 200 con trên 1 mét vuông và nơi cao thì có thể là từ 500 cho đến 700 con trên 1 mét vuông, cục bộ lớn hơn 1.000 con trên 1 mét vuông. Gây hại trên diện rộng lúa đại trà, mật độ này thì cao gấp 5 cho đến 7 lần so với các năm trước. Mặt khác, đây là lứa sâu gây hại chính trong vụ và hại trực tiếp bộ lá đồng. Nếu không phun trừ kịp thời sẽ gây ra thiệt hại nặng đến năng suất lúa. Bà con lưu ý là cần vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, điều chỉnh mật độ gieo cấy phù hợp và ngoài ra thì cần bón phân cân đối hợp lý, đặc biệt là bón phân đạm vừa phải. Cần đảm bảo vệ sinh, bảo vệ các loại thiên địch như là ong mắt đỏ, các loại bọ cánh cứng ăn ấu trùng, nhện chuồn chuồn, kim ăn bướm, các loại nấm virus và có thể tiêu diệt sâu. Dùng thuốc hóa học phun trừ như là chlorine 10SC, chlorpheran 240SC, dilen 2EC, vertaco 40WG, pompom 11.6WG, comdagon 5WG và mapwinner 5WG. Lưu ý là để phun thuốc đạt hiệu quả cao thì bà con cần tuyệt đối là tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc. Tiếp tục với thông tin thời tiết, thưa quý vị, hôm nay toàn miền Bắc có thời tiết tương đối là mát mẻ, dễ chịu do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực là 1.500m. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Bắc Bộ trời sẽ có nhiều mây, ngày có mưa rào và dông ở vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng với khu vực Tây Bắc sẽ có mây, ngày nắng và có nơi nắng nóng. Dự báo là hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở toàn khu vực Bắc Bộ. Riêng tại Tây Bắc Bộ phải đến ngày 4 tháng 5 mới có thể đón nắng nóng trở lại. Còn tại miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa cho đến Nghệ An, ngày hôm nay được dự báo là nhiều mây, ngày có mưa rào và dông ở một vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn các tỉnh Hà Tĩnh cho đến Phú Yên, từ ngày hôm nay, nắng nóng sẽ hạ nhiệt và tiết trời tại đây sẽ dịu mát hơn, đỡ cảm giác oi nóng khó chịu như những ngày vừa qua. Từ ngày 4 tháng 5, nắng nóng có khả năng sẽ quay trở lại. Với khu vực từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Xuôi xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió nhẹ. Và dự báo từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, nắng nóng sẽ suy giảm. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.